nhan sắc và cuộc sống tự do tự tại của nữ vương Tây Du Ký ở tuổi 70. Dù đã bước sang tuổi 70, nhưng nữ vương nữ nhi quốc Chu Lâm vẫn duy trì được sức khỏe và vẻ đẹp bất chấp thời gian. Mỹ nhân đẹp nhất Tây Du Ký Giữa dàn mỹ nhân sắc nước hương trời của Tây Du Ký, Chu Lâm được nhiều khán giả bình chọn là người đẹp nhất. Vẻ đẹp đoan trang, quý phái vô song và tài diễn xuất của bà đã đưa vai nữ vương Tây Lương trở thành nhân vật kinh điển trên màn ảnh. Chu Lâm sinh năm 1952 tại Bắc Kinh. Từ nhỏ, nhờ ngoại hình nổi bật cùng năng khiếu nghệ thuật, bà được cha mẹ cho theo học khiêu vũ, thể dục nhịp điệu. Đến năm 18 tuổi, Chu Lâm được nhận vào khoa múa của đoàn văn công Bắc Kinh và trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Tuy nhiên sau một thời gian theo đuổi nghiệp múa, bà bất ngờ chuyển ngành. Năm 1976, Chu Lâm theo học tại Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc và về làm chuyên viên của một viên nghiên cứu sau khi tốt nghiệp, những tưởng từ đây cuộc sống của Chu Lâm sẽ bình yên trôi qua với công việc nghiên cứu. Nhưng đến năm 1980, mối duyên với nghệ thuật lại một lần nữa đến với bà. Khi ấy, xưởng phim Tây An đến Bắc Kinh tìm diễn viên cho một bộ phim điện ảnh. Chu Lâm lọt vào mắt xanh của đạo diễn và được chọn đóng vai một nữ trợ lý xinh đẹp, vốn yêu diễn xuất từ lâu nên bà nhanh chóng nhận lời. Sau thành công của bộ phim đầu tay, Chu Lâm thi vào lớp bồi dưỡng diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Khi tốt nghiệp, nữ diễn viên được phân công đến làm việc tại xưởng phim Nga Mi, nhan sắc diễm lệ, dịu dàng của Chu Lâm khi hóa thân thành nữ vương nữ Nhi Quốc đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Năm 1985, Chu Lâm được đạo diễn Dương Khiết ưu ái giao cho vai diễn nữ vương nữ Nhi Quốc. Không phụ sự kỳ vọng của đạo diễn Tây Du Ký, nữ diễn viên đã hóa thân trọn vẹn với ánh mắt, cử chỉ si tình, qua đó để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả nữ vương nữ nhi quốc cũng là vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của chu lâm dù sau này bà tham gia thêm nhiều bộ phim khác và đoạt không ít giải thưởng danh giá như kim ưng phi thiên bạch ngọc lan nhưng khi nhắc đến chu lâm người ta vẫn thường nhớ đến hình ảnh vị nữ vương dịu dàng suy si tình trong tay du ký đời tư bí ẩn quyết không sinh con giống như nhiều ngôi sao cùng thời khác chu lâm rất kính tiếng về đời tư Cuộc sống riêng của mỹ nhân đẹp nhất Tây Du Ký luôn là câu hỏi khiến công chúng tò mò. Trong suốt hàng chục năm, người ta truyền tai nhau rằng thở đóng phim Tây Du Ký, Chu Lâm từng nảy sinh phim giả tình thật với đường tăng từ thiếu hoa. Trên phim trường, cặp đôi đã cảm nắng nhau và vô cùng tâm đầu ý hợp. Họ thường cùng nhau viết chữ, ngâm thơ, lên núi ngắm cây ngân hạnh. Tuy nhiên khi ấy từ thiếu hoa đã lập gia đình, còn Chu Lâm cũng có chồng. Do vậy, khi Tây Du Ký kết thúc họ đành chia tay đôi ngã và chôn giấu mối tình thầm kín trong lòng mãi gần đây từ thiếu hoa mới lên tiếng về câu chuyện này ông cho biết bản thân dù rất ngưỡng mộ và yêu mến chu lâm nhưng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè đồng nghiệp trong tay du ký chu lâm và từ thiếu hoa có nhiều cảnh quay tình cảm ngọt ngào ngoài tin đồn tình cảm với từ thiếu hoa cũng có nhiều thông tin xoay quanh cuộc sống hôn nhân của chu lâm một số trang tin xứ Trung tiết lộ, nữ diễn viên đã kết hôn trước khi vào đoàn phim Tây Du Ký, nhưng sau đó hôn nhân tan vỡ. Đến năm 2005, bà tái hôn và quyết định không sinh con. Tuy nhiên, theo quy quy, Chu Lâm thực chất chỉ kết hôn một lần. Đầu những năm 1980, nữ diễn viên lên xe hoa với ông xã hiện tại. Khi đó, chồng bà chỉ là một công nhân bình thường, thích văn học cổ điển, hơn bà 2 tuổi. Sau này, ông phấn đấu và trở thành giám đốc một công ty quảng cáo. Suốt 40 năm chung sống, vợ chồng Chu Lâm có mối quan hệ sâu sắc và rất yêu thương nhau. Khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, nữ diễn viên cũng không hề chán ghét người chồng bình thường. Trong mắt bà, ông xã luôn là một người đàn ông tuyệt vời, một người chồng chu đáo và là người bạn đời dành một nửa công lao cho sự thành công của tôi. Đáng tiếc là dù chung sống hạnh phúc bên nhau suốt hàng chục năm, nhưng vợ chồng Chu Lâm lại không có con. Trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm trước, mỹ nhân Tây Du ký tâm sự vì bà là một diễn viên thường xuyên phải đóng phim xa nhà, nên không còn nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình, con cái. Nếu không thể tập trung cho con, bà cảm thấy rất tội lỗi. Hơn nữa, chu Lâm cũng sợ so bản thân không thể trở thành một người mẹ tốt. Vì vậy, bà mới đưa ra quyết định không sinh con. Do yêu thương và tôn trọng vợ nên chồng chu Lâm đồng ý với lựa chọn này của bà. Chu Lâm cho biết tuy không có con nhưng bà vẫn thấy mình có một tổ ấm hạnh phúc viên mãn, vợ chồng bà tận hưởng trọn vẹn cuộc sống ở bên nhau. Với Chu Lâm, cuộc đời như vậy là đã đủ. Cuộc sống tự do tự tại ở tuổi 70. Từ năm 2013, Chu Lâm đã dừng đóng phim, những năm gần đây bà cũng hiếm xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống ở tuổi xế chiều. Quy quy cho biết hoạt động mỗi ngày của Chu Lâm thường là đọc sách xem phim và thỉnh thoảng tham gia các chương trình ngâm thơ trên truyền hình. Bên cạnh đó, bà cũng rất chăm chỉ tập thể thao ăn uống lành mạnh. Ngoài ra theo hết sừng, ngôi sao Tây Du Ký còn có niềm đam mê đặc biệt với du lịch và nhiếp ảnh. Bà chia sẻ, khi du lịch, tôi hiếm khi đứng trước ống kính nên ít có ảnh bản thân. Tôi thích dơ ống kính ghi lại điều mới mẻ, tươi đẹp hoặc những cảnh làm tôi cảm động. Có lẽ chính cuộc sống tự do tự tại, thích gì làm đó đã giúp Chu Lâm duy trì được sức khỏe và vẻ đẹp bất chấp thời gian. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 70, nhưng mỹ nhân Tây Du Ký vẫn toát lên vẻ duyên dáng tao nhã. Bà được nhận xét bà là trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi dù ăn vận đơn giản. Trên nhiều diễn đàn, các fan phim Tây Du Ký gọi Chu Lâm là thần tiên tỷ tỷ, khen bà xinh đẹp, đoan trang từ trong cốt cách.